nhà trường luôn xác định nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng chuyên môn là nhiệm vụ trọng tâm và là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với mỗi nhà trường. Từ đó xác định uy tín của nhà trường đối với nhân dân, đối với phụ huynh, đối với các cấp và đối với nhân dân địa phương. Nhà trường đã triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy đại trà, chất lượng học sinh giỏi và các cuộc thi, hội thi do trường, do Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Nam Định tổ chức năm học 2015-2016. Chất lượng chuyên môn của nhà trường được khẳng định qua kết quả các hội thi. 100% các em khối 12 dự thi đạt tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Các em dự thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển vào các khối A xếp thứ 25 và khối D xếp thứ 26 trên các đơn vị dự thi của tỉnh Nam Định. Kỳ thi học sinh giỏi toàn tỉnh năm học 2015-2016, nhà trường có nhiều cố gắng và đội tuyển dự thi học sinh giỏi toàn tỉnh đã đạt 19 giải cá nhân và toàn đoàn xếp thứ 23 trên 44 đơn vị dự thi và trường đã đạt giải khuyến khích đồng đội. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2015-2016, nhà trường đã có 2 thầy cô giáo dự thi và đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh môn văn và môn hóa học. Thi giáo viên dạy giỏi các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh, cô giáo Tô Thị Niên đã đạt giờ giỏi xuất sắc môn toán. 4 em trong đội thi các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh đã đạt giải nhì đồng đội, trong đó có 1 giải nhì cá nhân và 2 giải khuyến khích. Cuộc thi khoa học kỹ thuật toàn trường đã đạt giải khuyến khích đồng đội. Nhà trường đã tích cực tham gia các cuộc thi, các hội thi do Sở Giáo dục Đào tạo Nam Định tổ chức và trường phấn đấu đạt giải khá tốt